Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Video này shop sẽ đập thùng Twitter R12, VIP nhất, đỉnh nhất của Twitter hiện nay anh chị nha. Vâng, Twitter R12 mới nhất vừa về hàng với những nâng cấp toàn bộ các chi tiết và cấu kiện cao cấp của hãng Twitter hiện tại. Sử dụng carbon đầu cá mập và bộ truyền động Retropic 24 tốc độ, Meyer 4 bạc, phanh đĩa dầu cho sau. Vâng, xe thì được nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc đây. Và ngay bây giờ shop sẽ đập thùng, lắp dựng hoàn thiện và giới thiệu tới anh chị luôn. Vâng, đây chính là Twitter R12 RS24 khi bỏ ra khỏi thùng. Anh chị thấy là nhà máy đã lắp đặt căn chỉnh gần như hoàn thiện 100% rồi. Nên anh chị mua Twitter R12 này về thì hoàn toàn hoàn thiện được chiếc xe đạp của mình với những thao tác rất là đơn giản anh chị nhé. Và theo xe thì có một hộp phụ kiện đây. Và ngay bây giờ sẽ mở ra xem bên trong này có gì anh chị nhé. Vâng, đầu tiên là một chiếc cọc yên, gọng bình nước, yên, lắp bịt khóa cọc yên và một đôi bê đan bằng hợp kim nhôm đúc. Vâng, và bây giờ shop sẽ dựng hoàn thiện chiếc Twitter R12 RS24 này, cũng như giới thiệu cấu hình chi tiết và báo giá tới anh chị luôn. Một mẫu xe tuyệt VIP của hãng Twitter. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, chỉ ít phút thôi, anh chị đã thay ráp một chiếc xe đạp Twitter R12 RS24 dễ dàng, đơn giản và như thế nào đúng không ạ? Và anh chị đã nghe thấy tiếng cối nổ của nhíp, đó chính là Meyer 4 bạc anh chị nhé, 12 lít. Vâng, đây chính là Twitter R12 RS24, VIP nhất, đỉnh nhất của hãng xe đạp thể thao Twitter thời điểm hiện tại anh chị nhé. Với cấu hình khung phuộc cọc in tay lái bằng carbon, tay lái đầu cá mập bằng carbon, cáp âm toàn bộ trong tay lái và âm trong khung. Vâng, thiết kế rất là gọn luôn. Và đây là Twitter R12. Anh chị thấy chất sơn đẹp hơn, chất hơn so với mẫu R5 và R10. Và các anh chị thì đều thích mẫu sơn của Twitter R12 này anh chị nhá. Vâng, với chất sơn này thì đắt hơn khoảng 300k so với mẫu R5 và R10. Và những màu sơn đẹp thì đang làm cho Twitter R12 này anh chị ạ. Đó, rất đẹp luôn. Và shop thì đã về đủ màu, đủ size để anh chị lựa chọn. Tiếp theo, đó là bộ truyền động Retropic 24 tốc độ, gồm tay đề số, tay đề lắc 2 x 12 tốc độ, có cơ chế về số nhanh. Gạt đĩa Retropic 2 speed, gạt lip Retropic 12 speed, lip thả 12 tầng của hãng Sơn Sài. Đây là bộ truyền động Retropic 24RS 12 nip, cấu hình mà các hãng xe đạp trung cấp đang nâng cấp chuyển lên 12 nip. Vâng, việc chuyển lên 12 lip thì cần công nghệ cao và chính xác hơn. Và đồng thời đó là sử dụng cặp đùm Meyer 4 bạc của hãng Retropic. Cốt giữa là phủ sơn vân carbon. Anh chị thấy tiếng côn nổ của nhíp ạ. Vâng, rất đã tai luôn đúng không ạ? Sử dụng đùi đĩa trục rỗng của hãng Scenic bằng nhôm 2 đĩa. Cốt giữa sử dụng cốt BB. Sử dụng xích IBN. Và với Twitter R12 này đang sử dụng phanh đĩa dầu trước sau anh chị nha. Vâng, phanh đĩa dầu. Với củ phanh dầu của hãng Retropic, đĩa phanh đường kính 160. Và xe thì đang sử dụng vành nhôm hai lớp cao 4cm, lốp Innova Pro 700x25C. Và một chi tiết cũng rất là quen thuộc, đó là sử dụng yên của hãng Retropic, mút bọc da mềm. Vâng, anh chị đã thấy mẫu Twitter R12 này đang cực VIP và đỉnh nhất của hãng xe đạp thể thao Twitter thời điểm hiện tại. Với cấu hình của chiếc xe đạp đua carbon đầu cá mập, trục rỗng, phanh dầu và bộ truyền động 24 tốc độ này thì có giá bao nhiêu ạ? Vâng, với bản sơn đổi màu này
có giá là 15 triệu 800 ngàn. Và bản sơn thường thì có giá 15 triệu anh chị nha. Và anh chị đã kit mẫu xe đạp này rồi, và ngay bây giờ, ngay lúc này có thể liên hệ ngay với shop có số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 để đặt hàng. Anh chị ở xa thì đặt xe online, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, shop vẫn người mang xe đến tận nhà cho anh chị. Anh chị cần tư vấn thêm hay liên hệ với shop, shop luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.